Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, giá các mặt hàng xăng, dầu, ga đua nhau tăng vọt. Kéo theo đó, giá cả các mặt hàng thiết yếu, nguyên vật liệu cũng leo thang. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh mà còn gây thêm gánh nặng trong việc chi tiêu của người dân. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự tại thành phố Bạc Liêu. Chỉ trong thời gian ngắn, xăng, dầu và ga nhiều lần tăng giá, khiến cho người tiêu dùng gặp không ít khó khăn trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Xăng dầu đã có 6 lần tăng giá liên tục từ tháng 12 năm 2021 đến nay. Giá xăng dầu đang nằm ở mức giá cao kỷ lục. Cụ thể là giá xăng RON 953 có giá bán 27.360 đồng một lít. Xăng E5 RON 922 có giá bán 26.590 đồng một lít. Dầu DO 0,05S2 có giá bán 21.510 đồng một lít. Với đặc thù công việc di chuyển nhiều, anh Quỳnh Thương Điền, phường 5, thành phố Bạc Liêu cũng như nhiều người làm dịch vụ giao hàng đang gặp rất nhiều khó khăn khi giá xăng liên tục tăng, làm các chi phí vận chuyển cũng đội lên mà giá cước vẫn nằm ở mức cũ. Giá xăng lên thì nói chung cũng ảnh hưởng tới anh em shipper, tụi em cũng nhiều chị. Ví dụ như thay vì bình thường mình đi giao thì tốn khoảng tầm 30.000 xăng đi, thì giá xăng lên chỉ có thể phải đổ 40.000 xăng mới giao đủ ngày đó. Ngày 1 tháng 3 vừa qua, giá ga bán lẻ tăng 42.000 đồng bình 12 kg. Theo đó, giá ga bán lẻ đến tay người tiêu dùng dao động từ 420.000 đồng đến 520.000 đồng bình 12 kg. Từ đầu năm đến nay, giá ga đã tăng 2 lần với tổng mức giá tăng là 58.000 đồng bình 12 kg. Việc giá xăng, dầu, ga đồng loạt tăng đã tác động không nhỏ đến hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh. Chị Đoàn Thị Kim Thủy, phường 3, thành phố Bạc Liêu cho biết, làm ăn trong mùa dịch đã khó, nay lại càng thêm khó. Trung bình mỗi tháng, quán của chị Thủy sử dụng khoảng 10 đến 12 bình ga loại 12 kg. Giá xăng, ga tăng mạnh như hiện nay đã đẩy chi phí đầu vào khá cao, trong khi vẫn phải bán giá ổn định để giữ chân khách hàng, nên việc kinh doanh của chị gặp không ít khó khăn. Ảnh hưởng kinh tế nhiều, dạng như là bán thì không được bao nhiêu hết trơn á, dịch hơi khó khăn, mà ga thì cứ lên, các thứ cái gì nó cũng lên hết trơn. Mỗi một chút thì nó tốn kém cũng biết bao nhiêu. Rau củ thì đường, bột ngọt, các thứ thì cái nào nó cũng đều lên hết trơn, không có cái nào mà nó không lên hết trơn. Lên thì mình lên cho nhiều rồi mình bán không có được. Bán thì cũng hơi chậm chứ không phải gì. Rồi các thứ nào cũng nó hao hụt hết trơn. Thì thấy cũng hơi khó khăn đó, thì xin nhà nước cũng vô can thiệp đồ cho nó giảm bớt đi. Song song với đà tăng của xăng, dầu, ga thì giá nhiên liệu đầu vào của nhiều lĩnh vực sản xuất, chăn nuôi, phân bón đều tăng mạnh, khiến giá các mặt hàng tiêu dùng, thực phẩm, rau củ quả đồng loạt tăng giá. Ghi nhận tại chợ phường 1, thành phố Bạc Liêu, khổ qua có giá 20.000 đồng một ký, tăng 10.000 đồng một ký, cà tím giá 20.000 đồng một ký, tăng 5.000 đồng một ký, khoai môn giá 40.000 đồng một ký, tăng 10.000 đồng một ký, củ hành tím 25.000 đồng một ký, tăng 10.000 đồng một ký. Theo các tiểu thương, trong những ngày qua, sức mua của người dân có xu hướng giảm. Giá cả mấy ngày nay thì cái mặt hàng thì nó cũng nhích lên một vài ngàn, vài ngàn, hai ngàn, mà rau cải rồi đó. Như rau muống là lần thì bán có 10-15 ngàn. 10-15 ngàn thì bây giờ nó lên 20 ngàn. Hồi như bầu bí vậy đó, lần 10 ngàn, giờ nó nhích lên cái 15 ngàn. Cà, cái nào cũng lên 3-4 ngàn ký đồ đó. Nói chung là đồ gãy, người ta nói phân bón mắc, rồi xăng dầu mắc, vận chuyển rồi tô xăng lên đó. Rồi mấy đường xa Đà Lạt chở về là lên không đó. Đồ Đà Lạt cũng lên giá. Cái vài ngàn như chục ký đồ cũng lên vài ngàn hết. Có thể nói, việc hàng loạt các mặt hàng nhiên liệu đồng loạt rủ nhau tăng giá đã ảnh hưởng không nhỏ đến chi tiêu của người dân. Mỗi khoản chi phát sinh thêm một ít, nhưng gộp lại sẽ thành một khoản không hề nhỏ và tạo nên gánh nặng trong chi tiêu và cuộc sống của mỗi gia đình, nhất là đối với những hộ có thu nhập thấp.